Quy hoạch 2030 tại khu vực Long Khánh, Đồng Nai như thế nào? Let's go! Video này sẽ hỗ trợ bạn điều đó. Truy cập vào gulen.vn, sau đó chọn mục Quy hoạch, bấm tìm khu vực mình cần kiểm tra. Đây là quy hoạch 2030 của khu vực Long Khánh, Đồng Nai. Cả nhà có thể xem kế hoạch 2022 hoặc quy hoạch xây dựng nhé. Nhìn từ Bắc vào Nam thì ta thấy khu vực phía Bắc và phía Đông thì lượng đất trồng cây hàng năm nhiều hơn đất ở. Lượng phủ hồng là đất ở nằm xung quanh các tuyến đường. Khu vực này lượng phủ hồng dày đặc và nhà hiện hữu nhiều nhất đó là khu trung tâm thành phố Long Khánh. Khu phía Tây này có khu đất thương mại dịch vụ, khu đất ở, nguyên khu này. Ở phần phía Nam là khu đất hỗn hợp. Đất hỗn hợp là gì? Đất hỗn hợp là quỹ đất công trình sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có đất ở kết hợp với kinh doanh dịch vụ hoặc đất ở kết hợp với việc sản xuất. Tùy vào mục đích sử dụng và điều kiện tài chính của từng người để quyết định xem mình có nên mua đất quy hoạch hỗn hợp hay không nhé. Đặc điểm của đất quy hoạch đó là có thể thay đổi theo thời gian. Ngày hôm nay là đất hỗn hợp, có thể thuộc diện quy hoạch, nhưng vài năm sau lại có thể thay đổi, nên cả nhà lưu ý. Long Khánh sở hữu một môi trường thiên nhiên hài hòa, trong lành, khác biệt với thành phố hiện đại. Bên cạnh đó là sự phát triển mạnh mẽ về tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đến hiện nay. Quy hoạch Long Khánh đồng đều đã và đang trở thành đô thị đáng sống, nơi thu hút cư dân, người lao động đến sinh sống và làm việc, nên khu vực Long Khánh cũng là nơi để đáng đầu tư. Thành phố Long Khánh sở hữu vị trí trung tâm huyết mạch giữa các tỉnh thành như đi Phan Thiết, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Lạt, sân bay Long Thành. Thành phố Long Khánh nằm ngay tại vị trí cửa ngõ giao thông của vùng, liên kết với khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên thông qua các tuyến đường sắt Bắc Nam. Đây là tuyến đường sắt Bắc Nam. Quốc lộ 1, quốc lộ 56, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là những tuyến đường đấy. Tại khu vực Long Khánh, đặc trưng của thành phố này đó chính là vườn cây. Vì vậy mà nãy giờ chúng ta nhìn thấy từ Bắc vào Nam thì có những khu vực là đất trồng cây lâu năm. Và hiện tại những cái vấn đề trồng cây cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm và được đưa vào đồ án quy hoạch. Cụ thể, diện tích cây cao su tại Long Khánh sẽ giảm dần và được thay thế bằng những loại cây ăn trái và cây công nghiệp. Nhưng phải đảm bảo được không gian xanh và khí hậu mát mẻ trong lành. Và khu vực này cũng đang tập trung phát triển mô hình biệt thự, nhà vườn vì nhu cầu hình thức này đang ngày càng thịnh hành và có xu hướng tăng mạnh mẽ. Vì vậy, những anh chị đang muốn mua khu vực đất này thì có thể có một cái mô hình biệt thự, nhà vườn mình có thể kinh doanh. Trên đây là tổng quan của khu vực Long Khánh, Đồng Nai. Hy vọng những thông tin này sẽ hỗ trợ cho anh chị trong việc kiểm tra quy hoạch tại khu vực này.